Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô mic dây hàng gọi là cực xịn và trong gọi là siêu xịn luôn trong phân khúc cao cấp, và thực sự đây là một trong những cái thương hiệu mà rất được mong đợi trong cái thời gian vừa qua. Gelacat. Nghe thấy cái tên thì các bác đã biết rằng đây là một cái thương hiệu của nó, phải nói rằng là rất chỉ là cao cấp. Riêng hàng mic bãi của nó thì có bao nhiêu về em bán hết luôn, không kịp gọi là không kịp mà để mà trả lời tin nhắn luôn. Đấy. Thì các bác biết là cái độ sốt của cái dòng mic này như thế nào. Và cái lô mic đây, trước mặt các bác đây là sẽ là mic có dây các bác nhé. Và giá của nó nói trước là không hề rẻ, mà thực sự là nếu như chúng ta để ý rằng so với những cái dòng mic dây hiện nay trên thị trường khác thì dòng mic này cao cấp nhất hiện nay. Thực sự là trong quá trình bán âm thanh thì em chưa bao giờ em bán những cái dòng mic có dây mà nó cao cấp như dòng mic của hãng này. Phải nói là hàng cực kỳ là cao cấp. Mic dây của hãng Gelacat các bác nhé. Nói về hãng Gelacat thì nói sơ bộ luôn cho các bác biết, đây là một cái thương hiệu của Mỹ, hàng xịn cao cấp của Mỹ. Mic của hãng Gelacat thì nó không hề thua kém gì bất kỳ một cái anh nào trong hãng Shure các bác nhé. Đấy. Em đã nói Shure đây là Shure của Mỹ chứ không phải là Shure của Trung Quốc các bác nhé. Đấy, cho nên mà các bác phải hiểu rằng được đây là một cái mic rất chỉ là xịn. Và thực sự đây là hàng xịn thì giá của nó cũng không hề rẻ. Nói luôn cái giá bán lẻ của nó là 1.200.000 đồng một chiếc các bác nhé. Giá bao ship cho các bác 1.200.000 một chiếc. Đấy. Có thấy là một cái mic có dây mà tuy nhiên là giá của nó là không hề rẻ. Lấy một đôi là bằng một bộ mic không dây rồi. Đấy. Tuy nhiên đây là hàng xịn. Chỉ là thì nó các bác hãy mua về và trải nghiệm của nó. Đây là thực sự là một hàng rất là xịn. Đấy. Nhiều bác cứ hỏi vào hãng này với Shure thế nào. Thực sự là nếu như mà Shure của Mỹ thì đây là một trong những cái người anh em của nó. Hàng hỏi cực kỳ là xịn luôn. Thì bây giờ em sẽ coi phần nội thất của nó cho các bác xem nhé. Đây là một chiếc hộp nguyên của nó. Đây. Nhập nguyên của nhà sản xuất đây. Đấy. Model của nó là SM300. SM300 các bác nhé. Hàng này là hàng phân phối nhập khẩu về nguyên nguyên hộp rồi đấy. Đấy. Đẹp không? Đấy. Cái hộp của nó thiết kế rất là sang. Đây. Để em tháo này. Đây. Thì chúng ta tháo là chúng ta sẽ có một cái te sách hướng dẫn này là gì đây nữa. Đây. Hướng dẫn giới thiệu thì đây cái giấy thì bỏ sang một bên đi, chúng ta sẽ thấy những cái đây cái tay mic của nó đây. Đây sẽ tháo ra các bác xem. Đấy, chúng ta cầm ra là chúng ta thấy nó cực kỳ là cao cấp đó. Tay là bằng nhôm các bác nhá, được sơn tĩnh điện màu đen. Đấy. Cái công tắc của nó rất chi là nhẹ này, bấm lên rất chi là nhẹ này. Rõ mic chúng ta thấy này. Đấy, các bác thấy không? SM300. Cái giỏ của nó rất là xịn, nó thấy là cực kỳ là xịn luôn này. Đấy. Đây em sẽ tháo con mic cho bác xem luôn. Đây chúng ta thấy cái cồn của nó này. Đấy. Đây có tem bảo hành này. Đấy. Tem là tem của hãng DB nhé, DB là họ nhập khẩu về thì họ dán tem bảo hành này cho các bác nhé. Đây, DB Autotech nhé. Đấy, đây là cái hãng mà nhập khẩu các bác nhé. Đấy, dán tem bảo hành cho các bác đây. Này là tháng 2009, tháng 6 năm 2019 các bác nhé. Đấy, đấy côn này. Chúng ta thấy rằng côn nó in hẳn chữ Gelacat lên trên này. In hẳn chữ Gelacat luôn. Đấy. Cái miệng này, cái miệng thu của nó này. Cái côn này nhìn nó hao hao rất chi là giống côn của hãng mic BDL của thích luôn. Cái miệng thu này này. Đấy. Nói chung là cái mic này có giá trị này là cái côn này. Đấy. Cái vỏ này giả sử thì chúng ta có thể mua ở ngoài tầm 100.000 gì đấy cái vỏ này. Và bộ dây này tầm 100.000 là 200. Còn lại là 1 triệu vàng là cái côn này. Cái thực ra là cái mic này rất quý, là quan trọng là cái côn này.
hay không là cái côn, mà trái tim của mic là cái côn này. Mic có dây này thực ra nó chỉ là cái côn này, mà hàng đó kia nhau có thấy hàng rất là xịn. Này dây của nó này, dây thì hàng xịn của nó cũng giống như các cái hàng của vừa rồi, giống BBB bên em bán ấy. Dây của nó không quá dài các bác nhá. Dây này rơi vào tầm 4 đến 5 mét, 5 mét này. Đấy, dây của nó đây. Đấy, dây chụp. Đấy. Hoàn chỉnh bộ mic của nó là như thế này các bác nhá. Đây. Các bác phải lưu ý là về không được bóc cái tem bảo hành này ra nhá. Nếu chúng ta tháo mà mất cái tem bảo hành này đi là không được bảo hành đâu nhá. Đấy, này, chúng ta thấy đấy, đấy, phải dán tem như thế này. Và xin trước khi kết thúc video thì nhắc lại cái giá bán của nó các bác nhé. Giá bán của nó là 1.200.000 đồng một chiếc các bác nhé. Bao ship cho các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.